Hello, mình xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái loa 4 tấc đôi nè. Cái mạch loa kéo là V320X nha. Đây. Đây là cái V320X. Đó, và Bluetooth là 6.2 nha. Mạch có echo reverb đầy đủ nha. Đó, mạch này là công suất lớn luôn, 200W. Y hai cái bass ở dưới là bass 40. Hai chiếc kèn. Đó. Mạch đó thì họ nói rồi rất là ok rồi, thì micro thì hai cái micro tần số UHF nha. Đây, phía trên đây có điều chỉnh âm lượng và thay đổi tần số mic luôn đó. Thì có cái hộp đựng micro luôn nè. Đây, phụ kiện đi kèm là có sợi dây sạc nha, hộp đựng micro, còn là hai cặp cái mic có trong lăng rồi luôn nha, mic tần số UHF luôn. Đây phía sau thì có cái hộp để micro luôn. Đây, cái hộp mình để micro cho đây nha. Rất là tiện lợi luôn. Thì cái loa này nặng khoảng tầm là trên 60kg nha. Đó. Được. Thì anh em nhìn trong hình thì chắc không hình dung ra. Để mình sẽ đo kích thước của cái loa cho anh em xem luôn nha. Chiều ngang là 85cm, chiều ngang của cái loa là 85 nha, cao là 82, cao là 82cm và chiều sâu của nó là 48, chiều sâu cái hậu của cái thùng này là 48cm nha. Hai bát 40 viền đỏ luôn. Và bây giờ mình sẽ test cho cả nhà một cái đoạn tiếng mic nha. Ở đây mình không có test nhạc nha, nhạc là nó dính cái bản quyền nhạc của người ta, mình không có test, mình chỉ test tiếng micro thôi cho anh em nghe thử cái chất giọng của cái loa nha. Đây, đây là cái mic của nó đây. Đó, tần số UHF luôn nè. Ở đây mình có thay đổi nè, đây này có thay đổi, có nút set tần số nè, thay đổi âm lượng nè, mức 6 nè, mức 5 nè, 4 nè. Đó, anh em nào mà cái giọng lớn thì mình hạ lại, có anh em nào mà giọng yếu thì mình tăng lên. Đó, mức cao nhất là mức 7 nha, thường thường là mình để mức 6 là ok rồi, mức 5, mức 6 là ok rồi. Đó. Còn anh em thấm nó trùng tần số thì anh em mình thay đổi nha, set lại nha. Đây, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên mình test tiếng mic cho anh em nghe nha. Đó, thì tiếng echo reverb nghe rất là hay nha. Anh em nào mà quan tâm thì comment cho mình nha, hoặc là các bạn giúp lại với mình tư vấn cho anh em mua hàng cũng như là lắp ráp nha. Rồi, anh em nào mà lần đầu tiên xem video thì nhớ nhấp vào đăng ký kênh của mình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em nha.